nó có biển. Trước lúc cậu đến nó là cái nhà, còn sau khi cậu về nó là cái bãi rác trung ương, cậu hiểu Thì không? hôm Dọn sau nó cậu cậu về đến tới. nhà tôi, cậu bày bừa ra là được chứ gì. Không, tôi không không nỡ là cậu không tới đâu ấy. Trời ơi, ghê chưa? Giờ tôi chỉ cần một người chăm sóc thôi. Một chăm Không, sóc tôi cần á? cậu thôi. Cậu muốn cần tôi á? Cần tôi làm Đúng rồi. gì? Đang bị thương tư ấy, cậu qua là tôi sẽ hết ổn. Những lúc này những lúc tôi đang yếu lòng á. Sâu Anhy.com, Sonic FIFA chính thức của Anhy, vòng quay kim cương hấp dẫn đón mùa hè sôi động, hàng ngàn thần quà hấp dẫn chúng kim cương thả ga, đến với Sâu Anhy, uy tín là số 1. Konnichiwa, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình và mình là Anhy đây. Hôm nay mình sẽ mời Nghiêm chơi game lại vì lâu lắm rồi bọn mình không chơi game với nhau ấy. Thì kiểu toàn gặp nhau đi sau rồi nói chuyện các thứ video call các kiểu, lâu rồi không chơi game nên muốn á rủ qua chơi game. Với cả là ông đội mình bỏ ra cả một cái bãi chiến trường như thế, bây giờ mình thử hỏi xem là người ta có tức không, với cả người ta cảm nhận về cái bãi chiến trường mà hai đứa vừa mình bỏ lại sẽ như thế nào nhá, xem người ta có giận dỗi gì mình không nha, xem cái tình yêu nó có chiến thắng được không mọi người nhá. Ok, để bây giờ mình mời Nghiêm vào nè. Yo. Sao buồn ngủ đấy? Đây mệt quá. Chắc chơi với cậu trận đang tôi họp đây. Em nhìn mệt. Không chịu chịu không có nổi. Sao mệt? Lại còn hỏi sao nữa, nhờ cậu phước của cậu với cả con em trời đánh của cậu chứ đâu. Ông tôi có làm cái gì đâu nhỉ? Sắp chết đến nơi rồi. Liên quan gì đến việc cậu chết hay không chết? Đúng đúng. Chơi trận kể nói chuyện xong ngủ luôn này. Ok. Mệt quá Lại không sụt nổi. xa rồi xì rồi Nhờ ai? Lại làm sao mà dù sao gì Mấy hôm nay tôi cũng không ra video ở đây là nhờ ai? Làm Nhờ cái gì ai? nao lực quá nên bây giờ dù sao gì vậy á hả? Chỉ nhờ cậu với em gái trời đánh cậu chứ ai? Lại nhờ tôi em gái tôi liên quan gì? Rồi qua chúc mừng người ta hay là qua hại người ta? Thì chúc mừng còn gì, mua hẳn bao nhiêu là thứ trên đời. Ở bên lương tôi có 2 triệu, tôi mua cho cậu nhiều như thế không? Còn làm Bao sao nhiêu đó? thứ? Nhưng mà tôi không có ăn đâu, nhưng mà Cái cậu gì, cậu chính không vì ăn á? Thế là hôm về tôi để lại bánh kem, thế là cậu không ăn hết cái bánh kem đấy. Tình yêu của tôi dành cho cậu nó to lớn như cái bánh kem như thế, nó ngọt ngào như vậy mà cậu không ăn, cậu lại vứt đi đúng thiệt không? thiệt luôn đấy, nhưng mà cậu để giữa nhà xong về bọn thì ai mà ăn nổi. Tôi tưởng rác thì nhục rồi, tôi tưởng rác thì nhục rồi. Chết mẹ mày rồi con. Cái gì? Nhục rồi, vứt làm rồi. sao, cậu làm sao cơ? Tôi tưởng nó là rác, tôi vứt rồi. Cái gì? Bằng tất cả tình yêu thương tôi cắt bánh cho cậu ăn, các thứ và cậu tưởng nó là rác. Cái khác gì cậu vứt trái tim tôi vào thùng rác đâu. Thề luôn, lúc cậu về nó bề bộn như cái bãi rác luôn ý. Thì ai bảo cậu không nói chuyện với tôi. Mất công Nhưng mà tôi đến nói tôi chuẩn bị cho cậu mà cuối cùng cậu không nói với tôi một câu nào cả. đúng đúng con em gái cậu nó ngồi nó nhìn chằm chằm vào tôi xong rồi cam dí thẳng vào mặt thì tôi làm nói gì được, biết người ta ngại rồi còn thế nữa, ai dám nói. Chẳng may mà yêu nhau xong rồi yêu nhau lâu thì có mà cậu vẫn ngại như thế, thì có mà hai đứa ngồi nhìn nhau xong rồi cầm lọ nước mắm ăn cho nó mặn à. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có cái cam dí thẳng vào mặt mình với cả có con em gái đứng cạnh đâu. Thôi đi, tôi thề với cậu nhá, sau này nhá mà tôi với cậu mà yêu nhau nhá thì tôi sẽ để camera 24 trên 24 để cập Cái nhật gì tình hình, để cho quay vlog hàng ngày luôn, để cho các bạn ý biết là cậu đối xử với tôi như thế nào, có tốt hay không. để cao phải tư rồi sao được, cậu bị điên rồi. Ngoài cái nhà vệ sinh ra thì tôi sẽ đặt cam ở bốn bốn phía bốn nơi, chỗ nào cũng có. Đúng là cái đầu tiên. Chả thấy điên tí này, thấy bình thường. Bình thường mang tiếng qua chúc mừng người ta xong qua bày một đống đồ ra giường, bày một đống nó dính cả bánh kem xuống sàn nhà nữa, xong người ta ngồi dọn, một kiểu lúc đấy cậu về muộn đúng không, xong kiểu chưa ăn uống gì xong ngồi dọn đến nửa đêm Thế ốm cậu luôn. nghĩ tôi ăn uống gì? Ồ, rõ ràng cậu ăn bánh kem của tôi. Cậu ăn hoa quả tôi mang đến và cậu kêu là cậu không ăn uống gì. Các chị văn đâu? Thế là người ta vứt hết cả cái lòng cái dạ của mình đi. Tâm gan phèo phổi của mình đã bị vứt hết đi mất rồi. Ốm hai hôm nay nằm chết rồi. Có Cậu làm được làm gì gì đâu. và cậu ốm? Cậu đi ra ngoài đường nhiều đúng không? Cậu không thực thi chỉ thị của nhà nước. Hôm vừa thôi người ta, hôm đấy người ta mọc răng khôn, người ta sắp ốm đến nơi rồi, xong đến mắt người ta dọn đến nửa đêm nữa thì chả ốm. À, hôm đấy cậu ở răng khôn hả? Ở răng khôn mà ăn bánh nhiều thế? Ăn nhiều bánh Đã ăn thế? luôn, chưa Lại ăn. còn ăn cả táo cả dưa hấu nữa. Mọc răng Người khôn ta gì chưa mà ăn ăn nhiều nha. thế? Này Chưa hôm ăn nọ người ta nha. mọc răng khôn. Này thôi đi, tôi bổ táo cho cậu nhá. Tôi biết thừa là nó sạch hết rồi, cậu ăn sạch luôn. Đừng có mà cãi.
cậu. Gọi người ta. Cậu. Cậu cái quái gì? Rõ ràng ăn hết sạch. Cậu bổ quả nào, cậu gọt quả nào tôi ăn quả đấy. Ừ. Nhưng bây giờ bảo tôi mặc răng khôn tôi không ăn được gì cả. Điều, không biết đường nói điều. Ừ, tôi ốm nó, ừ. Chắc là điều á, không tin thì thôi. Ốm á hả? Ừ, nghe sột xì thì biết là ốm rồi. Nhưng mà ốm thì chắc là không phải do tôi. Người ta ốm mai hôm nay, ốm từ hôm cậu về á. Ốm từ hôm tôi về. Thế sao hôm đấy nói chuyện không nói gì, hôm nay mới nói. Chứng tỏ là ốm pha ke. Hợp lý. Ừ, người ta ốm pha ke mà, ừ. Ốm pha ke là hôm nay mới biết là mình ốm. Còn cái hôm đấy về vẫn nói chuyện với nhau. Sao không bảo là tôi đang ốm rồi đi? Ốm nặng quá. Không thương người ta gì cả. Con nợ tú anh nó vừa gửi cho tôi. Cậu bảo cậu, nó bảo là cậu inbox với nó khen bạn nào ở trên TikTok xinh lắm. Bạn nào trên TikTok khen ai? Cái gì mà người ơi đến đây đi, nhà hoa lá đang khoe màu. Giờ em thích màu gì đấy? Cái bạn nào mặc áo trắng trắng, tâm hồn nhìn vừa trong sáng, vừa thánh thiện, vừa đáng yêu, vừa to, vừa tròn ấy. Cậu khen người ta ở trên TikTok thì đúng không? Như thế không cậu nằm nhiều quá nên cậu ốm chứ gì? Quá chuẩn luôn! Mấy hôm nay tôi nằm tôi không lướt TikTok nữa ấy. Không. Mấy hôm nay tôi nằm tôi xem lại vlog, xem lại các thứ kiểu ngắm lại cậu ấy. Ngắm lại tùy á? Kiểu từ cái hôm gặp cậu ấy xong kiểu trong lòng tôi nhớ tương tư ấy. Nên tôi nằm tôi kiểu đang bệnh sẵn ấy, nằm tương tư chứ có làm gì đâu. Thôi đi, Hà Nội nghìn năm văn vở. Không hề. Ôi, mình vừa làm gì thế nhỉ? 5 minutes later. Sao, thế bây giờ tính gì? Xem TikTok đến ốm đến dòng, bây giờ mè nheo người ta luôn á hả? Thôi đi, mà thấy ốm tôi tương tư cậu ấy. Có biết là kiểu người ta gặp lần đầu ấy, xong người ta nhớ người ta muốn gặp lần hai ấy. Này đừng có mà điêu nói cái chuyện gặp lần đầu nhá. Cậu gặp tôi lần đầu là cái lần cậu mang cái gói quà qua mà tặng tôi ý. Cậu nhớ cái gói quà đấy không? Tôi xúc được có 10 giây mà người ta tương tư thì khác thì... À thế là cậu không tương tư từ lúc đấy. Mà đến cái hôm nọ cậu mới tương tư tôi. Thế là suốt cái thời gian vừa qua cậu lừa dối tôi. Không hề. Tôi người ta đang ốm còn bắt bẻ người ta đang giết tôi luôn này gì. Cậu lấy cầm cái dao đấy nhà tôi xiên tôi một phát luôn đi đỡ phải hỏi. Nếu con lắm lá ngón ngay lúc này. Không cần lá ngón, cầm cái gì đó khoa xiên chết tôi đi. Ôi không nỡ. Người ta không nỡ. Không biết nhưng mà giờ đang ốm nặng lắm. Cậu hôm qua kiểu chăm tôi. Tôi không được thấy mặt cậu, tôi tương tư xong tôi ốm nặng tôi chết luôn á. Cái gì cơ? Sao ốm mà lại phải gặp nhau? Cậu không sợ là cậu lây ốm cho tôi à? Người ta ốm vì bởi mệt tương tư mà. Không, ốm này là do bị lao động quá sức chứ không phải là do bị gì hết. Chứ tôi ở nhà suốt tôi có đi đâu đâu, thế này là do lao động quá sức ấy. Lao động quá sức á? Dọn nhà 15m2. Dọn cái nhà 15m2 mà là lao động quá sức. Cậu nói nó có bị. Chứ lúc cậu đến nó là cái nhà, còn sau khi cậu về nó là cái bãi rác trung ương, cậu hiểu không? Thì hôm sau cậu đến nhà tôi, cậu bày bừa ra là được chứ gì? Không, tôi không nỡ là cậu ốm tôi đau ấy. Còn nữa chưa? Để tôi chỉ cần một người chăm sóc thôi. Không, tôi cần cậu thôi. Cậu muốn cần tôi á? Cần tôi làm gì? Đang bị tương tư ấy, cậu qua là tôi sẽ hết ốm. Nhưng lúc này những lúc tôi đang yếu lòng á. Nghe như kiểu cậu dụ tôi ấy. Cái gì mà dụ ở nè? Không hề. Được rồi, ok, thế thì tôi sẽ qua nhà cậu. Tôi sẽ nấu cháo cho cậu ăn. Để cho cậu dạy cảm. Còn là với một điều kiện. Điều kiện gì? Đó là tôi sẽ mang Susu theo cùng. Nani? Lại con quỷ nữa hả? Mang Susu theo cùng để an toàn. Biết đâu cậu nổi hứng lên, cậu muốn làm cái gì thì tôi còn sợ, có quá, cái sợ để quá. Và chống đỡ, cậu hiểu không? Trời ơi, người ta ốm người ta làm được gì trời? Ai biết cậu ốm thật không? Đúng. Ừ, nhưng mà tôi cũng có một điều kiện. Ừ á? Ai biết cậu ốm thật không? Ừ á? Dạ. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Cấm mô cái gì có hai á, xong lại thành cái bãi rác trung ương thứ hai thì không chịu nổi đâu, chết luôn á. Ta ăn mày rồi lại còn đòi xôi gấc à? Gì? Đấy là bãi rác chứ không phải là xôi gấc. Ok, lần này qua không làm gì đâu. Lần này qua chắc chắn là sẽ dọn nhà cho, xong rồi sẽ nấu cháo cho ăn vậy nhá. Hạnh phúc chưa? Cảm thấy đong đầy yêu thương chưa? Ừ, đong đầy yêu thương quá nhưng mà tôi ngất đây, mệt quá. Đi ngủ hả? Tôi ngất đây.
Thế thôi ngủ ngon, bye. Đấy, mình bị ốm người ta không nói được mỗi câu ngủ ngon, bye. Người ta hành động nhiều hơn lời nói. Thế bây giờ thích yêu người lời nói hơn hành động hay là hành động hơn lời nói? Thích cả hai. Không có đâu cậu, chỉ có một trong hai loại đấy thôi, không có ai hoàn thiện thế đâu. Đấy thì có thương mình đâu, ngắt đi. Thôi, đi rồi các bạn ạ. Thế và mình sẽ rủ, vì người ta bị ốm nên mình sẽ rủ Susu làm cháo rồi đó về mang đến cho Nghiêm nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Thôi mình sẽ làm một cái vlog đến nhà Nghiêm về đút cháo cho Nghiêm ăn. Cảm ơn mọi người nhá. Bye bye, hẹn mọi người các video lần sau. Nhớ sub kênh cho mình, nút like, một lời bình luận bên dưới mỗi video nếu như các bạn yêu quý mình nhá.